Thưa quý vị, ngày 24 tháng 8, cảnh sát cho biết đã bắt giữ đối tượng tình nghi trong vụ đâm dao tại thành phố Solingen, miền Tây nước này, khoảng 24 giờ sau khi thực hiện vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng ở Đức. Trong một ngày thực hiện chiến dịch truy bắt, cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 đối tượng khác, song không phải thủ phạm. Hiện nghi can được thẩm vấn và cảnh sát cũng đã thu giữ được nhiều bằng chứng. Trước đó cùng ngày, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận đứng sau vụ tấn công này. Theo tuyên bố của IS, hung thủ là thành viên của tổ chức khủng bố trên. Sự việc xảy ra vào tối ở quảng trường Frohors và là nơi đang diễn ra lễ hội kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố Solingen. Lễ hội vốn được lên kế hoạch diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, ước tính đón 75.000 khách. Ngay sau vụ tấn công, ban tổ chức đã thông báo hủy bỏ sự kiện. Cũng trong ngày 24 tháng 8, Italia thông báo đã mở cuộc điều tra theo hướng ngộ sát vụ siêu du thuyền bị đắm ở ngoài khơi Sicily, khiến 7 người trên tàu thiệt mạng, trong đó có một tỷ phú công nghệ, người được xem là Bill Gates của nước Anh. Cơ quan công tố Italia cho biết cuộc điều tra đã được tiến hành ở giai đoạn sơ bộ và lực lượng chức năng sẽ cân nhắc cẩn thận từng yếu tố có thể phải chịu trách nhiệm, gồm cả thuyền trưởng, thủy thủ đoàn, những cá nhân phụ trách giám sát, hãng đóng tàu và các đối tượng liên quan khác. Theo đó, các công tố viên muốn tập trung làm rõ việc một du thuyền được nhà sản xuất Perini của Italia khẳng định không thể chìm lại bị chìm. Do vậy, không loại trừ khả năng đã xảy ra hành vi phạm tội có thể là ngộ sát. Cuộc điều tra cũng tập trung vào làm rõ nguyên nhân toàn bộ thủy thủ đoàn trừ đầu bếp đều được cứu, trong khi 6 hành khách thiệt mạng. Rạng sáng ngày 19 tháng 8, du thuyền Bessesian treo cờ Anh dài 56 mét đã bị chìm do bão ở gần miền nam Italia khiến 7 người thiệt mạng. Ngày 24 tháng 8, các bên tham gia vòng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza đã thảo luận về các đề xuất mới tại Cairo nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa Israel và phong trào Hamas. Giữa lúc các báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở giải đất ven Địa Trung Hải này với tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và bệnh bại liệt đã xuất hiện tại đây. Tại Cairo, Ai Cập, phái đoàn Hamas kêu gọi gia tăng áp lực buộc Israel thực hiện các cam kết trước đó về ngừng cản trở tiến trình hướng tới một thỏa thuận. Theo các nguồn tin tại Ai Cập, các đề xuất mới bao gồm các thỏa hiệp về những điểm còn tồn tại như cách thức bảo vệ các khu vực trọng yếu và việc đưa người dân trở lại Bắc Gaza. Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các bên đạt được đột phá về những điểm bế tắc chính, bao gồm cả việc Israel kiên quyết đòi kiểm soát hành lang Philadelphia trên biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Xung đột ngày càng diễn biến phức tạp tại Gaza sẽ làm trầm trọng thêm tình cảnh khốn khổ của 2,3 triệu người dân Palestine tại giải đất này. Hầu hết người dân Gaza đều không có nơi trú ẩn an toàn và đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng tràn lan và dịch bệnh lây lan. Tuần qua, hàng triệu tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đã hành hương về thánh địa Kabbalah ở Iraq để chuẩn bị cho dịp lễ thánh Abaen. Số lượng người hành hương được dự báo sẽ đạt đỉnh trong ngày 25 tháng 8. Theo cơ quan kiểm soát cửa khẩu Iraq, đã có hơn 2 triệu người hành hương từ Iran nhập cảnh vào nước này từ hôm 6 tháng 8. Sau khi đến Baghdad, những người hành hương đi bộ khoảng 90 km nữa mới tới Kabbalah, nơi chính lễ được cử hành. Trên suốt hành trình tới Kabbalah, người dân địa phương tự dựng lán trại, cung cấp đồ ăn, nước uống miễn phí cho những người hành hương. Tự hào là một trong những lễ hành hương lớn nhất của người Hồi giáo. Từ lâu nay, người dân Kabbalah luôn đón tiếp nồng nhiệt những người đến từ mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đi bộ từ thành phố Thánh Najaf để kỷ niệm cuộc hành hương Abaen, tạ ơn Chúa rằng những tình nguyện viên trong đám rước và lực lượng an ninh có mặt ở khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa, tất cả các dịch vụ đều sẵn có, bầu không khí tốt và tất cả mọi người đều tương tác và sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi. Tại Kabbalah, người hành hương sẽ tập trung làm lễ cầu nguyện bên ngoài thánh đường Al-Abad trước khi tham gia một lễ rước lớn. Lễ Abaen là sự kiện thường niên quan trọng của những tín đồ Hồi giáo Shiite. Ngày lễ nhằm tưởng nhớ Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad. Đây là một trong những sự kiện hành hương lớn nhất thế giới Hồi giáo và đồng thời trở thành nét văn hóa hiếu khách của người dân Iraq.
Hơn 91% thành viên công đoàn, nhân viên y tế và sức khỏe Hàn Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch đình công vào tuần tới. Công đoàn này đại diện cho khoảng 30.000 y tá và nhân viên y tế tại 61 bệnh viện trên toàn quốc. Theo thông báo ngày 24 tháng 8 của công đoàn này, cuộc đình công dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 8 nếu việc hòa giải của Ủy ban quan hệ lao động thất bại. Công đoàn đang yêu cầu tăng lương 6,4% và kêu gọi các bệnh viện khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế. Tuy nhiên, thông báo cũng cho biết các nhân viên y tế trong dịch vụ thiết yếu sẽ vẫn tiếp tục làm việc theo quy định pháp luật, ngay cả khi cuộc đình công diễn ra. Khủng hoảng trong ngành y tế Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh khoảng 12.000 bác sĩ thực tập đã đình công từ cuối tháng 2 để phản đối kế hoạch tăng số lượng sinh viên y khoa của chính phủ. Tình hình mưa lớn gây lũ lụt tại Bangladesh và khu vực Đông Bắc Ấn Độ đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hàng triệu người dân và thậm chí gây thương vong. Ngày 23 tháng 8, Bangladesh đã trải qua trận lũ quét gây tàn phá, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mắc kẹt. Theo Bộ Quản lý và Cứu trợ Thảm họa Bangladesh, tình hình lũ lụt đã gây thiệt hại cho người dân tại một số thành phố lớn, đặc biệt là khu vực phía đông thủ đô Dhaka. Khoảng 4,5 triệu người dân tại Bangladesh đã bị ảnh hưởng, trong đó có gần 190.000 người đã phải di rời đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Trong một diễn biến khác, tại bang Tripura ở Đông Bắc Ấn Độ, mưa lớn trong 4 ngày qua cũng đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Giới chức địa phương cho biết lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến khoảng 1,7 triệu người, đồng thời gây ra thiệt hại lớn cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường xá và đất nông nghiệp. Chính quyền đã thành lập 450 trại cứu trợ trên toàn bang, cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 65.000 người phải di rời. Cục khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đỏ cho toàn bộ bang Tripura với dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục. Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu lực lượng không quân và lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong khu vực. Thưa quý vị, ở trung tâm thành phố Marrakech, giữa những con hẻm và khu chợ cổ, có thể dễ dàng tìm thấy những tác phẩm nghệ thuật lâu đời của Maroc, đồ thủ công bằng nỉ len. Có nguồn gốc từ nhiều thế kỷ trước, đây là một nghề thủ công truyền thống thể hiện di sản văn hóa cổ xưa của Maroc. Tuy nhiên, nghề thủ công này đang phải đối mặt với nhiều thách thức khiến nó dần mai một và còn có nguy cơ bị biến mất. Chính vì vậy, chính quyền Maroc đang nỗ lực xây dựng các chương trình đào tạo về nghề thủ công truyền thống này cho thế hệ thanh niên với mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ông Mohamed Benkhou, một trong số ít thợ thủ công còn lại ở Maroc, bắt đầu làm nghề thủ công bằng nỉ len cách đây 45 năm. Ông cho biết quá trình hình thành một tác phẩm bằng nỉ len bao gồm nhiều công đoạn. Đầu tiên là việc thu thập len cừu, một nguyên liệu thô thiết yếu. Sau đó, len sẽ được làm sạch để loại bỏ tạp chất và bụi bẩn. Công đoạn này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và khéo léo để đảm bảo chất lượng của len. Sau khi được làm sạch, len được chải thô bằng các dụng cụ truyền thống làm bằng gỗ và kim loại để làm mềm các sợi len, chuẩn bị cho quá trình kéo sợi. Màu sắc và hoa văn truyền thống được thêm vào bằng cách sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên và kỹ thuật thêu lâu đời. Khi chúng tôi làm những tấm thảm, nệm hay in ngựa bằng nỉ, công việc này đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều. Quá trình làm mất rất nhiều công đoạn. Chúng tôi buộc phải điều chỉnh lượng xà phòng đen. Ngoài ra, bọt xà phòng phải dày và công đoạn bóp rất khó khăn. Chất liệu nỉ thu được có thể được sử dụng để làm yên ngựa, thảm, mũ, giày truyền thống hoặc thậm chí cả búp bê và phụ kiện. Những người thợ thủ công tạo hình tấm nỉ một cách cẩn thận và chính xác, sử dụng các dụng cụ cầm tay và đôi khi là các khối gỗ để xác định hình dạng cuối cùng. Thời gian tạo ra một mảnh vải nỉ có khi mất tới 3 ngày. Hiện chúng tôi không tìm mua được len với số lượng lớn. Điều này là do lượng len sản xuất giảm do nhu cầu thị trường và chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã không còn sản xuất in ngựa trong 10 năm qua do nhu cầu thị trường giảm. Bất chấp lịch sử của nghề thủ công nỉ, hiện nay nó đang phải đối mặt với nhiều thách thức đe dọa đến sự tồn tại. Một trong những thách thức chính là thiếu thợ thủ công được đào tạo. Những người trẻ tuổi cảm thấy khó khăn khi tham gia vào nghề này do không thu được lợi nhuận tài chính và cần phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu chất lượng cao ngày càng khan hiếm, gây khó khăn hơn cho các nghệ nhân.
Nghề này không có hàng xuất khẩu, đặc biệt sau những năm hạn hán, người dân không còn muốn làm việc nữa. Thêm nữa là phần lớn thợ thủ công lành nghề đã không còn, trong khi những người trẻ thì không quan tâm đến công việc này. Trước những thách thức đối với nghề truyền thống, Maroc đang nỗ lực bảo tồn nghề nỉ len cho thế hệ tương lai. Bộ Du lịch, Thủ công, Kinh tế xã hội và Đoàn kết Maroc đã áp dụng một chương trình đào tạo dành cho thanh niên để giới thiệu cho họ về nghề và dạy cho họ những kỹ năng cần thiết để thực hành nghề. Chúng tôi tuyển một thợ thủ công và ghi lại quá trình sản xuất từ đầu đến cuối sản phẩm. Chúng tôi cũng tổ chức các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn mới. Chúng tôi cũng cố gắng thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan từ khu vực công và tư nhân để phát triển các sản phẩm từ thủ công. Hiện giá của các mặt hàng nỉ len dao động từ 5 euro đến 600 euro một sản phẩm. Chính phủ Maroc kỳ vọng có thể bảo vệ nghề thủ công nỉ không chỉ để bảo tồn di sản văn hóa mà còn hỗ trợ nền kinh tế địa phương.